đi tháng này quên giá lại giờ đi quay quên thông cảm đi Úc Thành lên. Cháu con xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cù Lao Nhãn nha. Chào cả nhà. Sáng hôm nay mấy chị em với mẹ không có đi làm ngoài vườn, cho nên là tranh thủ thời gian mình đi dọn lại cái vườn rau của mình. Mấy hôm nay thì cỏ nó cũng lên quá chừng luôn rồi. Vì hôm giờ là mình làm ở ngoài vườn của cô chú anh chị, mình không có thời gian để săn sóc cái vườn rau, nên là dưới lại là nước mặn nữa. Nên là cái vườn rau của mình nó không có tốt. Nước mặn hồi hôm bữa mình không hay á cơ. Mình tưới cái đầm như nó bị xuống lá vậy á. Dạ. Xuống qua chứ nước mặn tưới là xuống. Đó là cái vườn rau nhưng mà thật sự là cũng chưa được nữa. Tại vì ở bên đây có mấy cái bụi hành này là về là cũng đỡ lắm. Mình là có như thế. Vườn rau nhưng mà thật sự là trong cái vườn rau chỉ có được vài lúc rau thôi. Ở đây này có ông cậu rồi đó. Cậu luôn này bằng cỏ rồi là tưới vô là phát triển lắm á cậu. Con có thủ thùng thuốc là nhiều rồi thấy không? Phân hả? Phân á. Phân làm từ mấy con ốc. Cái nó mấy loại hạt. Để nói thêm ba loại nữa. Đúng rồi. Hành Trang, hành Lý nè, hành Quân nè. Dữ dằn, lúc này ba Lộc dữ dằn hả Thịnh? Nói nho nè. Nói nho, ôi nói về kìa mà nói nho sao không nè. Không biết đâu mà nói đại. Ủa rồi cái nói hai loại hành là hành gì với hành gì? Hành gầu gầm. Chứ nhớ là có loại hành cộng bự với loại hành cộng nhỏ. Nhỏ hình như là hành hương á, nó thơm hơn. Mà cộng nó nhỏ nhỏ mà. Thì là chắc có hành của mình hành hương rồi. Không biết phải hành của mình hành hơn không, sao thấy nó nhỏ nhỏ. Ủa này bọc được nữa nè chứ. Nghe dữ thiệt. Ổi nó nhanh lắm. Trái này là chích. Trái này hư luôn. Nhưng mà ăn được, ăn vẫn được. Cái này đâu mình bọc cái ổi bên lớn cũng hư thấy ổn thiệt. Nó bị chày vậy thôi chứ ở bên đây là ăn vẫn còn ngon nè cô chú anh chị. Vẫn ngon. Đây. Nhưng mà bán không được. Nhưng mà ăn được. Thôi gọt thử trên cây luôn chứ. Cây dao mình bị dơ rồi. Có cây dao gọt ăn trên cây luôn ngon. Này. Có đâu đút cái mỏi vô cắn đâu thầy. Cô xin chị. Đây anh chùi chùi ra. Đây thầy. Thành thầy mình cắn này vậy chứ. Chín rồi. Dạ nó đỏ dữ rồi phải không? Nó ngọt ngay luôn chứ. Thầy có đâu quay cái cam trước lại cắn cho cô chú anh chị xem không thầy. Ngọt. Hồi này tới lứa ngọt quá trời ngọt. Có nhiều cô chú anh chị á, điện hỏi thăm coi cái vườn rau của mình hôm nay nó làm sao rồi. Hôm nay mình review cái vườn rau của mình, không cái luống rau chứ, luống rau của mình cho cô chú anh chị xem. Cắt một đợt là nữa nó ra mấy đợt đó cô Lộc. Bèo thì cũng hai đợt á. Cái cắt gì mà sau này nó tốt quá chứ. Dạ cả nhà giờ mấy chị em cũng đi hái rau vô bây giờ. Ở trong này Tám chuẩn bị cái gì đây? Tám bị gì Tám? Bữa nay Tám chuẩn bị mà chia thịt. Chia thịt ăn mình ba Lộc biết làm gì không? Dạ không. Tám bữa ngủ cuốn. Dạ hèn chi thấy có tép bự quá. Mẹ chuẩn bị được cục thịt để mình kia rồi mình gói gói cuốn. Với một ít tôm nè con. Ít dạ. Tép thẻ. Với bún. Lâu rồi mình không có ăn gỏi cuốn lại hả mẹ? Rồi không làm gì phải đặt ra rồi cho nó giãn gân tốt hả? Cái này gọi là gì ba Lộc? Muốn ăn phải lăn vào bếp hay gì? Đúng rồi, lăn vào bếp hả? Cái này ba Lộc nói nho quá trời không cậu? Ba Lộc giờ nói chuyện nhiều cái con giật mình luôn á cậu hả? Nãy ba Lộc nói gì ta? Nói giống như là nói những cái mình thấy lạ lạ luôn á. Mình bắt nói gì quên mất tiêu rồi. Nó nhiều cái hay quá giờ hết nhớ nó nhớ giờ là hồi nãy thì mẹ đang ốp thịt ốp mình để cho thấm xíu mình mới khề hả mẹ. Mẹ thay bằng nhuyễn ra luôn hả mẹ, nhuyễn ra đi gần mới cái mình cháy mới cái mình nở sống vô đây
ai gì kìa, bắt bây giờ chặt cái dừa nữa hả? Ừ, lọc lấy xong chưa? Lấy xong dạ chưa. Kìa mà kìa giống như dừa nó có thịt nhiều nữa. Anh đây thì bà Lộc đang lấy cái chỉ tôm. Lấy chỉ tôm nha. Ê, lấy chỉ cái sống lưng. Thì trong bữa cuốn thì thường thường là mình hay kìa thịt. Còn người ta cuốn bữa cuốn, người ta luộc rồi ta cuốn là con. À. Mình thì thích kìa hơn, cho nó đậm đà hơn. Đúng rồi, còn cũng thái vậy đó, nó có màu mè đó, nó đẹp đẹp, cái cuốn gỏi cuốn. Nó vô nó vừa ăn á con. Dạ. Còn thịt luộc thì nó hơi lạ. Con nhớ hồi xưa đi đám giỗ rồi hả cậu? Là hay có làm cái món gỏi cuốn phải không cậu? Ừ, mà đám tiệc ở vườn thì hay gỏi cuốn với gì chả giò, hai món đó là cái món đám tiệc nào cũng phải làm. Cũng lâu rồi nhà mình không có ăn bắp ha mẹ. Ồ, sao bắp này nó vàng quá vậy mẹ? Mình nấu nước cây nước đó con. Dạ. Nước cái bị đỏ vậy đó. Bị đỏ. Thơm rồi đó mẹ. Thơm rồi. Con thấy nhiều khi người ta nấu bắp là người ta chừa lại một ít vỏ ở ngoài. Cái này mẹ không phải là mẹ mua mà ở xóm người ta có người ta cho con. Dạ. Thành ra ta lột vỏ sẵn người ta đem lại. Ông cậu chặt dừa. Cái trái dừa này hết hồn với dừa không cậu? Dừa này chứ dừa bị. Dừa gì cậu? Dừa bị, cái đó bự dữ lắm. Dừa này. À, dừa này hôm rồi chặt ra là cỡ lít nước đó cậu. Ừ, cái gì vậy? Ủa cậu, cái bự đó mình làm cái dĩa cắm. Cái cây dừa này nè, là con để dừa khô á. Rồi con cắt con để làm cái mà bình đặng mà mình để cái bình nước của mình vô á. Bình dạ. Tích á ha cậu. Ừ. Con giống làm tích làm. Là ấm lắm. Nói vậy chứ nó ấm hơn cái mà đồ mà mình mua chứ. Vì cái áo nó. Hết hồn cái trái này. Nước dữ lắm cậu ơi. Cái này có gì đâu khô, cái rồi con lấy cái cưa sắt cắt ngang hả? Dạ. Hồi xưa là hay làm như vậy không đó hay không? Dạ, ông nào không có cái đó. Uống bị hồi xưa hay uống nước nóng á. Dạ. Ở nhà con hồi lúc trước cũng có ông nội con hồi xưa cho được con trái. Rồi cuối cùng sau này để rồi đâu kêu lạc đâu uống gì đâu. Rau lớn rồi. Đó quá rồi. Nhà mình bắt đầu khìa hả mẹ? Dạ. Cho chút mỡ thơm vô cho nó thơm. Ông cậu nói trái dừa này là trái dừa bỉ vậy nè mẹ. Dạ hả? Mẹ thì mẹ không biết, mẹ kêu trái dừa này là bằng trái dừa ta. Ta trồng ta thường thường ta lựa dừa khô mà dừa vậy nè người ta mới nha. Bán đi có giá này con. Dạ. Giá nó bự. Cái này giữ vàng hết rồi. Để nước dừa vô. Cái dừa mẹ cầm không nổi sao đó. Quá hết rồi. Quá trời. Cầm mà run tay lắm trời đó. Ôi nước kìa. Bà làm trước cô năm qua. Ông cậu thì nằm. Ồ, một bụng chuối vậy đó hả bà Lộc? Mẹ mới đi vườn vô rồi tao. Tao thấy con ginh luôn. Chào cả nhà. Cô Năm. Sáng giờ làm gì cô Năm? Trời đất ơi. Trời ơi, xịt cỏ mướn luôn hả? Xịt cho bảy vậy hả cô Năm? Cho tinh na luôn. Vậy hả? Giờ sáng giờ con tưởng mẹ đi bé ổi như bảy. Còn dữ hơn bé ổi đi xịt thuốc cỏ mướn luôn. Giờ mà ngày mũi thôi, bằng nguyên ngày không nổi chứ mà. Mũi mọc hả? Mũi là đuối rồi thuốc là mũi rồi con ơi. Qua thuốc cỏ mướn luôn. Như lớn tuổi rồi sức khỏe mình nó xuống. Một lần mà nguyên ngày nổi cái giờ nguyên ngày nó có vậy rồi ăn sao có năm ăn bình hay là ăn mũi. Bình như con lấy ra mình 20 luôn. Người ta cũng ăn 20, mình ăn 20. Chỉ mà em mình nhiệt tình hơn. Một buổi là mình sẽ được bao nhiêu bình con năm? 7 bình. 7 bình là được 140 ngàn. Sức rồi. Cái mần quá đuối rồi. Mần thường ngày mần cỏ cũng có 120 ngàn hả con? Dạ. Mà giờ cô Năm xịt một buổi được 140 ngàn vậy là quý rồi đó cô Năm. Nói gì chứ một bình nghe 20 ngàn vậy chứ xịt nặng lắm. Xịt thuốc tổng. Nhưng mình quẩy cái bình nước nó khỏe nhưng mà mình xịt thuốc cỏ vô nó khó chịu mệt lắm. Mương có nước còn đỏ, mương cũng có nước, trời ơi múc mương này ra mương kia. Nó đuối không chết luôn. Về bà anh dám lấy hết trơn cái bồn chuối của cô Năm luôn. Bà anh còn buồn đó không Nhà cô Năm chuối
cho gà ăn không rồi con ơi. Chuối trong này có giá không cô Năm? Cô Năm không có bán, không có. Chắc cô Năm, cô Năm nói ở bản cho gà ăn cũng vậy, nên em ở đây cho cô Năm nhãn nha. Chuối này. Chú mình để treo ở đây sợ bị nắng không ta? Lấy cái bao chùm lại đó con, chú nó không hư con. Có cái bao gạo chùm lại. Mình không chùm lại là nó bị hư phải không con? Không? Treo ở ngoài nè, nếu không chùm lại là nó bị hư. Này coi chú anh chị. Coi chế hai nè. Ăn cái miếng tường hả chế? Chế hai ăn vụn. Ăn vụn. Còn gì à? Nước tường hàng Việt. Trong thời gian chờ đợi cho nên là ăn trước miếng cơm. Thật sự là quá tại hổng ngại cái bao tử con nó đau lại á. Cái con không dám, giống như là không dám để đói quá. Để ăn cái gì cũng được cho ăn xíu vô cái cho nó đỏ lại. Giờ thật sự mà nói là đây là cái cảnh này là thường xuyên của, nói chung là Thành nói ra cũng như là không phải mình kể là gì, nhưng mà nói ra để cho cô chú anh chị thương là, nói chung mình làm nhiều khi mình làm mà ăn cơm nó trễ quá cũng không chừng nữa hay mà. Chú bữa đó chú thấy là có ăn cơm, anh thấy mẹ ăn cá dừa đó. Dạ. Cái chú là tôi nói là anh đón là nhà gia đình của cô Lê Nhã ăn cơm trễ lắm. Dạ. Đừng bệnh mà đừng ăn cơm trễ vậy, ăn cơm trễ vậy sợ tử á. Bởi vì anh la. Bữa mình ăn lỡ bữa không ạ? Lỡ bữa. Anh giống như mình quay nè, hiếm có khi nào mình ăn đúng bữa. Đúng toàn rồi. Là ăn lỡ bữa không ạ? Nếu mà cô chú anh chị xem clip của cô Lâu Nhãn hồi từ đầu tới giờ mà để ý là sẽ thấy chị hai nói chung cấp này là ốm hơn lúc trước nhiều lắm á mà. Sụt mấy ký chứ? Tụt mấy ký là hồi so với hồi lúc mà mới đi làm về á. Ốm hơn hồi lúc đầu mà coi lại mấy cái clip đầu. Còn nhớ lúc đó chứ Châu tóc cột nữa. Nhớ hồi đó mình làm tóc cột mà bây giờ tóc dài ra luôn. Mẹ mà chế còn ốm dữ nữa. Dạ. Chế gồng gánh á. Dạ. Gánh Úc Thành với bà Lộc thấy hình như nặng quá hả chứ? Không phải, giống như kệ đi, mình ốm cho mình gọn, mình lẹ xíu không? Cái nồi thịt khìa mình cũng vậy là được chứ mà. Được rồi, để mẹ cho nó nguội được không? Được rồi. Bắt coi. Ủa nước này trộn cơm ăn cũng ngon. Nước này mình trộn cơm một cái nha. Ai đói bụng ăn cơm ăn cũng ngon. Dạ. Con cắt ra rồi con muốn ngon đậm đà nữa con quét vô cái nước này nè. Cái này cho ba Lộc cuốn luôn nha. Ba Lộc cuốn được. Cuốn chỉ con cuốn thôi đó. Cuốn rồi cuốn. Tập chắc được. Con ngâm được cơm này. Con hãy con tập cuốn luôn thôi. Tại tấm thứ sợ cái tay con đau. Ba Lộc mới chạy đi bẻ tắt mà bị đứt tay hả ba Lộc? Đứt tay bởi vì cái mẹ sợ ba Lộc tay đau á. Thôi ba Lộc khỏi cuốn nè. Em tập cuốn được chứ, chứ tin tưởng đó em. Không sợ em đau thôi để chế làm cho. Nâng bao tay vô. Dạ. Để hồi đó chế làm này cho rồi và chị còn lại để em. Ví dụ như là rửa chén, chùi chén. sợ tay em đau mà bắt em rửa chén. Không, rửa chén cái miệng mặt này để chế. Có cậu rửa rồi, cậu về rửa chén được. Giờ ba Lộc gánh nào? Gánh. Ca ăn câu nghe chơi rồi Lộc ơi. Thôi không thuộc gì đâu. Câu thôi, cạn câu thôi. Ôi trời ơi. Bài gì hát nữa đi em đó bà Lộc. Hát nữa đi em hả? Sao mới vô sao cậu? Hát nữa đi em. Đó, nghe chưa? Ghê chưa? Ghê đó. Nào bà con làm thử câu cho cậu nghe nha cậu. Đây. Hát nữa đi em. Đế văn trăng sông tạng đá mòn. Rồi khó thể. Không biết đúng chính tả không nữa. Hát nữa đi em. Để ngày mai sông cạn đá mòn. Để ngày mai hả? Vì con để văn trăng sông tạng đá mòn. Ngày mai. Cái gì ta? Đặt cái gì? Nhạc sĩ hả? Nhạc sĩ người ta nghe bà Lộc hát cho người ta khóc chết luôn. Tại vì con hát á mà sai thì tấm phải sửa. Dạ. Tại tấm viết thì tấm phải sửa. Vậy là ông nhạc sĩ này nhức đầu với con nữa là cậu nghe con hát kiểu này á. Hồi nãy con thấy mẹ ca gì lẩm bẩm gì mà. Anh ở nơi nào có còn mùi xuân không anh? Dữ à, anh nào ở? Lá
nhớ thầy thăm. Nắng ở trên đời, nắng qua lòng đường phố. Ủa có nhiều à? Cô Năm ơi, con nói cho cô Năm nghe phải cái bí mật này nha. Phải có 11 chép rồi giấy á, giấy cho em. Hồi nãy á, ba Lập chạy qua đây nói xấu cô Năm á, cô Năm. Cô Năm không muốn nghe sự thật đâu. Muốn nghe sự thật à. Ba Lập chạy qua đây báo cáo là bây giờ cô Năm dễ, cô Năm cao quá giờ là chịu không nổi. Dữ gì Lập. 9:50 con nghe bảnh mở điện thoại anh nghe gì con bấm sưng ở đây hát, con bấm sưng, con bấm ba đa tình, con bấm bay la đà luôn. Bỏ cho dữ à. Bữa nào cô Năm tập cái bài mà 60 năm cuộc đời á. Dạ. À, anh ơi có bao nhiêu năm cuộc đời. Vô hay quá. 60 năm cuộc đời không? Cái này gia đình cụ Lo Nhãn nó yêu văn nghệ. Văn nghệ ca ca. Mà 58 năm mới ca một lần. Tức là nay mẹ cũng tập ca luôn hay ta. Ca hay lắm. 58 năm mới ca đó vậy. Hôm bữa có một cái chú hôm chứ. Để lại bình luận đó hả cơ? Dạ. Để lại bình luận nó là giống như động viên cô Năm, đó là cô Năm hát hay ý gì? Hay không bằng hay hết. Dạ. Hay vậy chứ những cái bình luận là cô Năm cũng có đọc hết trơn luôn á cô chú anh. Dạ. Cô Năm mỗi lần mà đi làm vô là bắt đầu mở lên để coi ạ. Nhưng mà thật sự không phải nói về riêng cô Năm đọc bình luận, nhưng mà thật sự là trong gia đình, nguyên đại gia đình Cù Lao Nhãn luôn, là từ lớn cho tới nhỏ luôn, tới kể cả Úc Tây luôn, ai cũng đọc bình luận hết trơn á. Làm như những cái lời đó giống như là kêu bằng cái liều thuốc cho những cái động lực cho mình. Đúng rồi. Giống như là mình đọc cái đó cái mình cảm thấy mình có động lực rất là nhiều luôn. Đi vườn về cầm cây dao thấy cô Năm mặt cô Năm ngầu ngầu. Nhiều khi mẹ mắt mẹ nó yếu không thấy nữa con. Cái lúc đầu ổ cây nó đọc bình luận cho mẹ nghe. Bữa nào nó hay đọc cho mẹ nghe. Bữa mấy chị em bẻ dừa phải không cậu? Cô Năm tưởng như là ăn trộm dừa vậy, chạy mất dừa chiếc giới còn chiếc mẹ. Cầm dao quang 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 vậy cậu. Bắt cây cầu. Lúng rồi bỏ luôn mà không được. Vậy sao mẹ? Chứ không phải thấy mấy chị em con bé vừa ra tưởng trộm chạy bỏ với ra. Rồi đó hả ta? Đi chặt xả vô, chặt xả vô cái mới thấy cây cầu gòn. Cái cầu gòn cho nó sống luôn, đắp cái chim cho nó sống. Thường thường cây cầu mà mình đắp bằng cây gòn là sao? Đắp cho nó sống luôn á chứ đắp. Cây gòn nó chịu sống rồi nó bắt nó sống chim bằng luôn. Nó bền hơn nữa, cộng lại nó sống nó lớn rồi mà. Nó chết thì mau lắm mà, chết rồi. Tại vì cái cây đó nó bở, nó lớn là thường thường ta nói đi vừa lớn như gòn. Gớt viên đúng chút giới rồi thôi, mất luôn, bỏ luôn, hết mờ luôn. Cái mũ gòn mình uống là có phải lấy từ cây gòn đó không? Mất cái giới nhớ tới ông cậu á. Cậu mất chiếc giới nhớ tới cậu mất đôi dép quá, chiếc dép rồi gặp trường cậu. Bỏ luôn. Bỏ luôn cái gì. Cô Năm mà chế biết không chứ? Mỗi lần cô Năm đi làm vô tắm rửa là phải cầm điện thoại coi Cù Lao Nhãn đầu tiên rồi đó. Mình đi làm vô cái đó giống như cái kêu bằng cái động lực vậy đó. Mỗi lần mà vô ha mà bắt lên đi mận, bây giờ hả đi mận gam là bắt đầu mận thôi, giống như mệt đâu, mận lẹ đặng đi vô vô đặng mà bấm lên coi coi không biết bữa nay clip có lên dữ không, không biết có được nhiều cô chú anh chị coi không, rồi không biết clip này có bình luận nhiều không. Bởi vì bây giờ hả thiệt sự nói ra mình xấu tính luôn, giống như mình nghiện điện thoại vậy đó. Mà điện thoại là hồi mà từ hồi mình làm YouTube tới giờ ha, là cái hình như là phần lớn là mình chỉ coi cái YouTube thôi chứ mình không có còn thời gian mà coi gì hết trơn. Con biết không, nhầm bữa nửa đêm vậy đó cái mẹ ngủ giật mình vậy cái bấm cái điện thoại lên, mà thường thường vô tay nó ngủ là nó tắt cái mạng đó con. Dạ. Cái mẹ bấm thì phải mở mạng mình đang coi cái clip đó nó có lên hay không. Mở lên cái trong lòng mình thấy mình cảm thấy mình vui như là một bài thuốc vậy đó nha. Dạ. Háo hức gì đâu á, mà clip nào mà không lên thấy đứng sững cái thấy mình trong lòng mình sao thấy buồn. Bởi đó là ăn cơm hết ngon rồi đó. Mẹ con cũng vậy nữa đó. Thường ngủ giấc thức dậy đó là bắt đầu đi ấy, là bắt đầu bấm coi có lên, bữa nào lên đăng ký mừng hết trời. Rồi. Rồi bữa nào đăng ký còn đứng chỗ cái nó mặt hơi buồn buồn sao ngủ thì cái làm sao cô Năm thấy bởi vì con nó làm mà mình thấy vậy mình
cô Năm có biết không? Vui. Là cô làm vườn đó thì cô cũng trồng cây, cô mau cho có ngày đặng mà cô thu hoạch trái mà nó cho nó trúng mùa. Rồi cô làm vô đây rồi á thì cô cũng trông mong về cái vấn đề nè, mình làm có được mà bà con ủng hộ hay không đó. Mà cái quan trọng nhất là ủng hộ rồi cộng thêm cái nhiệt tình nữa nó mới là quý, chứ ủng hộ cũng là chưa có đủ. Mình ra mình trông chờ cái đó. Cô chú anh chị mà mình đọc bình luận nói cái lúc mà nói ủng hộ mình mà coi mà muốn tắt mà không tắt, với lại coi hết quảng cáo thì đó là cái nhiệt tình. Cũng có một cô mẹ điện nói với con, như nhà cô thì có hai chồng cô, nhưng mà cô coi là hai chồng coi hết luôn, rồi coi mà không dám tắt nửa clip nữa. Tắt nửa clip là nói là sợ mình không có tiền, phải cô đi làm về mệt, nhưng mà cô gắng coi, dạ gắng coi cho hết luôn mới tắt mới ngủ. Ở ngoài nước ngoài nói cô chú anh chị nó cũng cực lắm anh hai. Đi làm không có thời gian đó, mà về thì bắt ngủ luôn, ngủ quên luôn mà vẫn nghỉ được. Như là cũng như nghỉ được ngày chủ nhật với thứ bảy à, còn mấy ngày kia phải đi làm. Hôm bữa con cũng có thấy một người cô để lại bình luận nói là nhà của cô, nhà cô 4 người là đăng ký cho mình hết 4 người. Nhưng mà ai cũng thương hết trơn, cũng đón coi hết trơn, không có bỏ clip nào hết trơn. Thật sự giống như là mỗi cái clip mình đưa ra giống như là cái giống đó là tất cả tâm huyết của mình gửi đến cô chú anh chị luôn. Nhưng mà được mọi người đón nhận vậy thật sự là mình rất là vui mừng. Nói tới đâu thì mẹ mới nhớ tới đó. Chú Vinh á, chú nói trời ơi anh đi anh giới thiệu được mấy người đăng ký cho em. Mấy chú thấy thương gì đâu. Cảm ơn nhiều quá. Bởi cha cha cũng mới đi núi về. Không gầy cô chú anh chị hỏi cha đâu mà không thấy cha lên clip. Chơi vô đây nè cha, chơi vô đây rồi chơi. Cha lấy cha bận quần xà lõn thôi, hay vậy vô đi. Cha mới ra mà thấy Út Thành cầm máy quay cái cho tính đi vô. Bây giờ sợ mặt vừa ngắn thấy ngại. Trời. Mày bắt đầu khói ha mà. Ừ, mẹ bắt đầu cúng rồi con. Ở bên đây thì ở bên đó thì hồi nãy mẹ cũng có cuốn thử hai cuốn rồi. Đây là thành phẩm của mẹ. Đây là thành phẩm. Tại vì sợ không đẹp nên là không có dám kêu quay hả mẹ. Nhưng mà thật ra thì nó cũng đẹp. Mẹ là có lỗi cuốn cũng khéo tay lắm đó nha. Ở bên đó bọn rồi trái thêm đập cho. Ở bên đó đập lọc. Ở đây mình ăn gỗ cuốn nè. Cuốn gỗ cuốn này nè Út Thành. Dạ. Là có hẹ vô nó mới thơm mới ngon con. Đúng rồi. Con giống mẹ con thích ăn hẹ. Phát luôn phân nửa chứ. Chắc mình phân nửa quá. Ở phía xa xa bên kia là ông cậu. Ông cậu đang nằm. Ông cậu đang nằm và chờ đợi thức ăn. Cậu nằm đá thôi. Cậu nằm với tay kiều kiều vậy chứ. Hôm nay sẽ nói sự thật cho cô chú anh chị nghe nha. Mỗi lần ông cậu mà đó là bé giơ tay. Giơ tay chào ông bà cô chú nè, giơ tay ơi. Vô đây nè. Cũng quá trời hấp dẫn luôn cô chú anh chị. Tại mình làm nhà chứ mình làm bán cho nên là lỗ rồi. Cuốn mình thịt lắm con. Dạ. Kệ mình ăn cuốn, ăn cuốn. Cái cuốn này mà đói bụng ăn một cái là phao miệng luôn không cậu ơi. Mình cuốn cái cuốn mà nó dẻ ăn nó mới ngon con. Dạ. À, đó. Hấp dẫn. 2, 4, 5 cuốn rồi. À cái này bữa nay ba Lộc đăng ký nhiều cuốn nha. Nhiều cuốn là 8 cuốn rồi. Thôi con đăng ký cả 4, 5 cuốn rồi. Còn gần cả đó là dữ lắm rồi. Rồi con nên đăng ký mấy cuốn nữa. Nằm ra năm cuốn. Mỗi cuốn này chị ăn nhiều nhất là cuốn. Năm là phải ăn 5 cuốn. Dạ, yeah, cậu hai ăn 2 cuốn. Chế hai cũng 2 cuốn. Út Tây ăn cuốn 1 rồi nha. Út Thành cũng ăn cuốn à. Có mẹ mới khổ nè. Ăn cuốn nè. Ăn cuốn rưỡi à. Dữ lắm là cuốn rưỡi là dữ lắm là thêm nữa cuốn chân cuốn 1. Cái này mà một xíu nữa mình chấm tương ăn thì con nhớ ông cậu ăn gỏi cuốn nè là ông cậu hay lấy cái dao á mà ra cái kéo các khúc vậy. Vậy là ăn hồi nữa con sẽ cuốn cái cuốn không có để hẹ cho ông cậu nha. Ừ. Tại vì hẹ dai ông cậu sẽ ăn không đứt đúng không? Giơ tay chào ông bà cô chú lại đi. Nãy sao quá chào ông thấy. Chào ông bà cô chú. Nay đi học làm sao rồi?
Im không? Hả? Im không? Không im á, vậy là bị la gì? Mẹ ơi, nhiêu tay hôm nay đi học bị la rồi kìa. À, hỏi im không? Nói không im mà. À, giờ... thầy đánh đâu á. Kiều móc bạn nữa hay là sao rồi đây? Bắp này là không biết là bắp gì hả con hai? Cái này phải bắp nếp không con? Bắp này bắp dẻo hả con hai? Bắp dẻo. Bắp dẻo. Bắp dẻo. Bắp dẻo là chính xác đấy ha. Bắp này à. Ủa sáng có ai cho mà? Ai cho bắp dẻo. Hộp này cũng hộp cũng múc đầu múc đít à. Dạ, nó nhỏ nhưng mà nó có nhiều hộp. Ngon, nhỏ nhưng mà nó ngon. Chắc cậu 7 quá à. Cậu 7 cố à? Cậu 7 là cái cậu hôm rồi là lợp chầu cho mình đó cô chú anh chị. Thường là cậu 7 có củ sắn nè, bắp nè, rồi khoai lang nữa. Nói chung nhổ cái gì là cho mình cái đó à. Thường thường ở đây mình ăn rau củ quả là ăn theo mùa. Giống như vô mùa khoai thì mình ăn khoai vậy đó. Bây giờ gia đình Thành cũng làm xong cái món gỏi cuốn rồi cô chú anh chị. Thành cũng xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng dùng chung món gỏi cuốn chung với gia đình Thành luôn nha. Mời cả nhà đi mời cuốn. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Cái này do tay tư này mẹ không có bỏ ớt nè. Sớm này mình tham quan cơm. Ấy sao ngồi ép cô Năm quá trời vậy? Ăn hiếp gì vậy? Bà Lộc xếp ra cho cô Nam vô kìa. Ai ăn ớt thì bỏ ớt rồi. Anh này ăn ớt hạnh vô á. Dưa hạnh cho bỏ đồng hồ vô. Để đồng hồ nha. Bên đây ăn gỏi cuốn này thì mình sẽ chấm tương. Tương này là tương hột đúng không ta? Có 2 dạng đồng hồ xay ra đó con. Dạ, xay ra. Bên đây của ông cậu một dĩa riêng ra này là sẽ mẹ cũng cắt sẵn ra cho ông cậu. Cắt sẵn cho cậu. Cậu ưu tiên mà. Cái tay bà Lộc lúc nãy đã có chuyện gì? Chạy. Dĩa sâu ta. Mẹ con lấy ớt cho mẹ xíu à. Ừ. Mẹ xíu hả? Ủa cô Năm ăn đi cô Năm. Mình nặng chứ. Cô Năm chịu ăn ớt không? Nhiều miếng mà. Dạ. Cho nó có mùi hơi. Cà cà một tí. Mình nặng chút hạnh nó mới vừa ăn. Anh hai nặng chút hạnh vô anh hai. Có hạnh vô nó chút ngon. Ờ, con chấm tương kìa tay. Chấm tương nè. Chấm tương mới ngon. Chấm nhẹ nhẹ là ăn được. Ăn chấm vô rồi quậy quậy ra. Ăn chấm rồi bỏ chấm rồi. Vì sao? Hay dữ vậy ta? Bỏ độc hỏng vô nhiều nhiều á. Ông cậu có bỏ độc hỏng không? Không, ông cậu không chịu bỏ độc hỏng. Con sẽ ăn cái cuốn của con gói này nè. Con nhìn này con biết liền à. Là cái nhà nha. Con nhớ có một cái cuốn bự lắm của cô Năm. Mà chắc nằm ở dưới hay gì á. Con trốn hay gì á. Cuốn bự cô Năm cuốn mà chắc cho ông cậu rồi đó. Vậy không? Bằng cầm tay chữa. Bằng cầm tay chữa. Bằng cầm tay chữa. Bằng cầm tay chữa. Ông cậu anh già cũng đang ưu tiên vừa thịt vừa đồ nó nhiều quá. Bằng cầm cũng hơi bự. Không có hẹ để ăn á. Này này cha cũng mày gì là. Má tập thể dục hay vậy? Má tập thể dục tự chế mà chạy lặng kêu cả đó là gặp. Đó. À, tám mà đang làm cái bằng nạo để đem ra ngoài chùa con. Dạ. Thành ra thử đang thử mua đồ nạo vừa hả mẹ? Nạo vừa không có. À giờ sửa cái đồ nạo lại. Mấy cái bằng nạo ngoài phòng thuốc, ngoài chùa, ngoài là cha làm không cái gì mà. Nó chưa có êm mà chấm thay. Bỏ hai cái răng nó quay xuôi, cái răng nó quay ngược á, bào nó lâu quá. Cái này tương này mình để chanh vô với để chút ớt ha, dạ. Nó chua chua cay cay, có tương mặn mặn nữa rất là ngon. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị bình luận hỏi là tại sao mà ít thấy cha của cụ Lo Nhãn. Thì bữa nay Thành cũng trả lời lại là bình thường thì cha Thành cũng ăn chay nên là cũng ít khi là vô clip. Nếu mà bữa nào mà gia đình mình ăn chay luôn á thì sẽ rủ cha vô. Chắc hứa hẹn là chắc vài bữa nữa là sẽ rủ cha vô. Rủ cha vô với nhiều khi á là nhằm ngay cái ngày rằm với ngày mùng 1 là cúng ngoài chùa. Dạ. Thì thường thường cha con hay đi ra ngoài chùa á. Dạ. Cúng rồi cúng trước cúng rồi sau mình cũng ăn luôn vậy đó. Dạ. Thành ra nhầm khi không có mặt cha con.
Thường nếu mà cô chú anh chị có xem clip thì sẽ biết ngoài chùa hay mà. Thì cha cũng nói chung tới lui coi ngoài. Coi dưới mà bào thuốc rồi đó con. Dạ. Nhiều khi ăn cơm ngoài gì nữa. Bào thuốc, lấy thuốc. Người ta ăn làm như dai quá hay gì vậy ta? Tài nạo chấm cái hết luôn nè cậu. Cuốn này thứ hai hay gì vậy? Còn ba cuốn nữa. Còn cái thứ ba. Ăn hết thứ ba hả? Ăn gà hả? Ăn hết rồi chiều nay mới cho ăn cơm nha. Cô Năm gắng chở tiếp cô Năm ơi. Cô Năm cũng 5 cuốn nữa đó. Mẹ con thì 8. Mẹ nãy mẹ đang tiếc con cuốn mà. Dữ lắm thằng con người. Vậy cái cuốn này không đủ đâu rồi. Cũng phải 2 cuốn. Do em làm cũng 2 cuốn. Em thấy ngon quá em chắc ăn thêm nửa cuốn nữa. Em cậu cũng gắng. Còn nhiều lắm coi. Giá nhiều rồi hết. Nãy các ông cậu mấy cuốn nhỉ? 2 à. 3. Cắt 3 cuốn. Dữ hả? Vậy là ông cậu gần được 3 cuốn rồi nè. Ba Lộc mới qua cuốn thứ ba. Cuốn ba của người nhé. Vậy là 4 cuốn này là đựng cuốn hay không? Lâu lâu mình chở bữa mình ăn về thấy ngon quá hay mà. Ngon chắc chưa nè, nửa cuốn ngon. Dạ. Chừ đó bụng ha. Ừ, cuốn ngon. Đầu tay thì 2 cuốn. Cô Năm đi mần vô ăn nửa cuốn ngon lắm đó cô Năm. Dạ. Cô Năm đi làm về mà đói bụng á là có ăn là ăn ngon. Ngon. Dạ. Nãy cô Năm về có ăn gì chưa? Chưa. Không mệt thì nó không ngon ngon chứ mà. Ở đâu lại có thì cho mua về ăn ngon. Dạ. Nhưng mà nhà con là đặc biệt, giống như là thích ăn cái gì là tự làm thôi. Như là đa số, thường là đa số luôn là mình làm ở nhà không à. Muốn ăn gì là bắt đầu đi mua về cái mấy mẹ con xúc xích nhau làm ra ăn. Ngon mà nó vui nữa. Dòng bữa làm mệt quá ra ăn hết ngon luôn hả mẹ? Bây giờ mẹ còn đi chợ nhiều khi khát nước rồi còn một có một ly nước mía hay gì á. Chứ hồi xưa là không có luôn ha, về nhà uống nữa. Đúng rồi hả cô Năm? Con bữa nay con cũng xin bật mí cái chuyện này, mẹ cũng đừng có la nha. Thì mẹ kể cô chú anh chị hồi xưa nhớ cái thời hồi đó cũng lâu lắm rồi, kiểu mà mình đi chợ mà không có tiền cái mẹ nói là mẹ mua ấy la mít gì đó, ấy la la chuối à, cuộn vô vô giữa à, để tiền ngoài cho nó phì ra. Vậy mà nhớ thôi. Cũng như mình khổ á, người ta cũng dễ á, cũng có mặc cảm. Con nhớ là hồi nhỏ lúc mà con còn nhỏ cái mỗi lần mà trước khi mà đi chợ là mẹ con dặn trước nha, con ơi bữa nay đi chợ mẹ không có tiền nhưng con đừng đòi, không có đòi nha. Con châu nó còn nhỏ mẹ mẩm cũng biết nói chuyện rồi, em kêu đừng có đòi mua gì nha con, mình không có tiền nha con. Hồi đó Châu nó thích cái trái bơm lắm anh hai. Nhỏ y thích cái trái bơm lắm. Đi hoài là thấy đỏ đỏ là kêu em mẹ mua cho con cái trái đó đi. Rồi cái cũng dán mua, rồi sau này cái đi cái dặn con ơi đi mẹ có tiền con đừng đừng đòi nha con. Đừng ăn bơm nữa nha con. Đi chợ lần nào mẹ cũng dặn vậy đó. Dặn bữa nay mình đi chợ mẹ không có tiền nha con đừng đòi nha con. Giờ vô tay á dặn nó cũng đòi hả? Đứa này dặn nó không dám đợi anh hai. Còn vô tay nó đòi. Nó biết mình đứa mình có tiền mà nhỏ. Như đây giờ nó hay em biết. Nói chung bây giờ mình cũng không phải là giàu có gì, nhưng mà cái vậy là mình cũng đủ ăn đủ mặc, vậy là mừng rồi hả mẹ. Mình bây giờ nó nói chung so với hồi xưa là nó thoải mái hơn nhiều lắm con. Dạ. Chứ không có đánh đổi như hồi xưa. Ngừng cái hai rồi. Rồi phải ăn cái đó thôi. Có cái này không còn.